Mến chào cả nhà, hôm nay Phi lại có mặt ở tại tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành với mong muốn mang lại cho cả nhà những cái nhìn thực tế nhất về hạ tầng ở tại miền Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mời cả nhà đón xem về hành trình tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành tại điểm nút giao quốc lộ 1A đi về tới quốc lộ 50 với tổng đoạn đường hơn 10 km. Mà cả nhà cũng đón xem hành trình trực tiếp mà Phi quay trực tiếp vào ngày 28 tháng 10 năm 2024. Hữu duyên cho những ai xem được video này, cả nhà yêu mến đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Trong xuyên suốt hành trình video có thể tua nhanh nhưng không cái ghép, mời cả nhà cùng xem video thực tế. Cao tốc Bến Lức Long Thành là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến cao tốc dài hơn 57 km kết nối từ huyện Bến Lức Long An qua các khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành Đồng Nai. Khi đi vào hoạt động, cao tốc này không chỉ giúp giải quyết bài toán về giao thông mà còn góp phần to lớn vào phát triển kinh tế xã hội khu vực. Chiến lược phát triển cao tốc Bến Lức Long Thành nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường kết nối vùng, liên kết các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phát triển hạ tầng đồng bộ được tích hợp vào hệ thống cao tốc quốc gia cùng các tuyến đường cao tốc khác như thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn, thu hút đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ, giảm áp lực giao thông nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và quốc lộ 22. Các lợi ích mang lại khi cao tốc đi vào hoạt động: lợi ích về giao thông và thời gian di chuyển, nhằm mục đích là rút ngắn thời gian di chuyển, cao tốc giảm khoảng 50% thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây, miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh, từ đó giúp tiết kiệm chi phí vận tải và thời gian, giảm áp lực tắc đường, giảm bất lượng xe trên các tuyến đường truyền thống, giảm ùn tắc giao thông trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao an toàn giao thông. Với hạ tầng cao tốc hiện đại, tốc độ lưu thông thông thoáng hơn, các phương tiện di chuyển an toàn và hiệu quả hơn. Về lợi ích kinh tế, tăng cường phát triển kinh tế địa phương, cao tốc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sản xuất dịch vụ, từ đó thúc đẩy GDP khu vực, gia tăng giá trị bất động sản. Giá đất ở các khu vực quanh cao tốc như Long An, Đồng Nai và các khu vực lân cận sẽ có xu hướng tăng mạnh khi cao tốc đi vào hoàn thành. Phát triển logistics và cảng biển, tạo điều kiện kết nối từ miền Tây đến cảng quốc tế Cái Mép và Thị Vải và các cảng nước sau khác, thúc đẩy sự phát triển các ngành logistics. Lợi ích về xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với hạ tầng giao thông thông thoáng, người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại từ các tỉnh thành lớn. Phát triển đô thị hóa, các đô thị vệ tinh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh như Nhân Trạch, Long Thành sẽ phát triển nhanh hơn, góp phần giãn dân từ thành phố Hồ Chí Minh ra các khu vực lân cận, giảm ô nhiễm không khí, việc di chuyển nhanh chóng, giảm thời gian ùn tắc, giảm lưu lượng khí thải từ các phương tiện, bảo vệ được môi trường tốt hơn. Về thách thức và giải pháp, thách thức về giải phóng mặt bằng, việc đền bù và giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn ở tất cả các khu vực, nhất là ở các vị trí các nút giao. Vấn đề vốn đầu tư, dự án có vốn đầu tư lớn đòi hỏi sự hỗ trợ và phân bổ từ các nguồn vốn nhà nước, vay vốn và kêu gọi tư nhân. Thi công và thời gian hoàn thành, đảm bảo tiến độ thi công nhanh chóng mà vẫn đạt được yêu cầu về chất lượng, về giải pháp, tăng cường hợp tác công tư 3B, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân và các tổ chức quốc tế, ứng dụng công nghệ thi công hiện đại, sử dụng các giải pháp công nghệ tối ưu thời gian và chất lượng công trình, tăng cường quản lý giám sát, đảm bảo được quản lý nghiêm ngặt, tránh thất thoát và nâng cao chất lượng công trình. Cao tốc Bến Lức Long Thành là một dự án mang tính chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các vùng kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy bất động sản khu vực. Khi cao tốc chính thức đi vào hoạt động, các lợi ích về giao thông, kinh tế xã hội trở nên rõ nét hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của các khu vực phía Nam và cả nước. Trên đây là những thông tin mà Phi cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành vào ngày 28 tháng 10 năm 2024. Cả nhà yêu mến đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để tiếp tục theo dõi về những video hành trình tiếp theo cho hạ tầng miền Nam. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn từ quốc lộ 1A đi vào quốc lộ 50 thấy có một cái dự án nó rất là đẹp, mình cũng muốn ghé lại để quay một vòng. Nếu như mà trên Google Maps thì thấy rằng là đây là dự án The Son City, nhưng mà cái tiếc với dự án này là nếu như mà kết nối được với cao tốc Bến Lức Long Thành nữa thì trời, vị trí quá là tuyệt vời.
tại vì từ đây khoảng cách đi về tới quốc lộ 1A thì nó rơi vào đó tầm 7 cây à, nhưng mà nó nằm ở dưới chân cầu cao tốc mất, rất là tiếc cho một cái dự án này. Mình thấy nó đẹp à, thiết kế thì nhìn thấy đồng bộ sang trọng ghê không cả nhà à, sang chảnh ghê ha, nhìn thấy nó kiểu nhà nó dễ thương. Với cái tính chất là thấy nhà đẹp là coi như cũng muốn đứng lại review dòm ngó chút dễ đến cả nhà, mà đẹp quá à, tiếc thiệt. À, đây là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này cả nhà à, nếu cả nhà mình từ đây mà đi về bên ngay chỗ nút giao Trung Lương thì nó rơi vào tầm 10 cây, và đi về tới quốc lộ 1A thì nó rơi vào tầm 7 cây. Tới cái chỗ này rồi mà coi như được cái điểm mà nút giao lên xuống chỗ này nữa thì trời quá tuyệt vời à. Thì hôm nay thì có dịp mình đi trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành à, mình quay lại cho cả nhà với cái tính chất là coi như con người mình cũng thích đi đây đó mà cũng khám phá, tại vì ngồi một chỗ nó không có yên á, cho nên là đi thì mình thấy cái dự án này nó đẹp cho nên mình ghé lại mình quay một vòng cho cả nhà mình xem. Trên cái Google Map ấy thì thể hiện đây là dự án The Soul City nhưng mà không biết là có phải hay không, nhưng mà mình thấy cái nhà thiết kế dễ thương, nhìn thấy cũng sang chảnh. Quy mô dự án thì mình thấy nó cũng lớn, nhưng mà tiếc cái là nó được cái điểm xuống lên xuống cao tốc nữa thì quá tuyệt vời cho dự án này đó cả nhà. Rồi mình tiếp tục hành trình ha.